chỉ có các bậc thánh nhập lưu mới có đức tin trong sạch hoàn toàn còn hàng tại gia cư sĩ hàng chưa tăng ni chưa chứng thánh không thể có đức tin trong sạch hoàn toàn hay sao cái vấn đề này thì cần phải nhắc lại một cái đoạn kinh ở trong trung bộ và tương ưng à, đức phật có dạy như thế này này các tỳ kheo giống như đó một cái con bò nó ăn lúa ở ngoài đồng rồi người ta cột con bò đó lại ở trong chuồng rồi thì khi con bò bị cột ở trong chuồng con bò nó không ăn lúa được như vậy này các tỳ kheo các ông có thể khẳng định rằng như vậy con bò đó nó sẽ không ăn lúa nữa hay không các vị tỳ kheo nói thư không bạch thế tôn bởi vì do con bò nó bị cột trong chuồng cho nên là nó không thể ăn lúa còn khi mà nó không bị nhốt ở trong chuồng nữa ví dụ như bị đứt dây bị thả ra ngoài thì nó vẫn sẽ ăn lúa bình thường rồi đức thế tôn đưa ra một cái ví dụ nữa đó là à, ví dụ như à, một cái cơn mưa lớn à, làm cho cái đường làm cho cái mặt đường nó trở nên sạch sẽ không có bụi bẩn thì các ông có thể nào khẳng định rằng cái con đường này nó sẽ không có bụi bẩn nữa hay không thì các vị tỳ kheo bạch Thế Tôn là thư không bạch Thế Tôn à, do cơn mưa lớn nó rửa sạch con đường cho nên con đường nó không có bụi bẩn nhưng mà sau đó đó nó con đường nó sẽ có bụi bẩn trở lại cho nên là không thể nào nói rằng là cái con đường đó nó sẽ không có bụi bẩn. Cũng vậy đó, cái chuyện mà chúng ta học pháp, chúng ta hành pháp thì tạm thời chúng ta có đức tin trong sạch. Sư lấy, sư chỉ lấy trường hợp là à, chúng ta học đúng chánh pháp, chúng ta hành đúng chánh pháp và chúng ta có cái sự tinh tấn đúng chánh pháp, ha. thì tạm thời, tạm thời chúng ta có đức tin trong sạch nhưng mà nó chỉ mang tính tạm thời nó không có bền tức là sao đủ nhân đủ duyên mình có thể tà kiến bất kỳ lúc nào à, ví dụ như một cái hôm đẹp trời nào đó à, chúng ta thấy một cái một cái người nào đó ngồi trên đọt cây đó phóng hào quang rồi giảng ba cái giáo lý trên trời dưới đất thì sư tin là cũng có rất nhiều bà con quỳ lại rồi tôn xưng là Phật sống rồi họ chạy theo như vịt thì cái chuyện mà trước đó đức tin họ trong sạch là chuyện của trước đó còn sau này họ tà kiến là chuyện của sau này nha cho nên là uh, cái đức tin của phạm phu nó 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 không có bền vững nó không có bền vững rồi um giả sử như mà quý vị không có bị những cái cám dỗ đó nó làm cho thay đổi niềm tin đi chăng nữa thì cái chuyện mà quý vị bị bệnh nè quý vị đối diện với cái chết nè thì nó cũng có thể lập thay đổi đức tin sư đã thấy một vài cư sĩ được xem là thuần thành đối với chánh pháp sư đang nói là chánh pháp nhưng chứ không phải là tà pháp tức là họ thực hành là cũng ngon lành đấy họ cũng có chánh kiến đó cũng học giáo lý ngon lành đấy nhưng mà đối diện với căn bệnh đối diện với cái chết họ sẵn sàng họ bỏ đạo bởi vì họ không chịu nổi cái sự tra tấn của bệnh không chịu nổi sự uy hiếp của cái chết họ vẫn bỏ đạo bình thường à, thành ra là cái đức tin của mình chưa chịu thử thách thì mình không chắc được nha à, như là trong bài uh, trong trung bộ Đức Phật nói là uh, một vị tỳ kheo hiền thiện ta chưa nói vị đó hiền thiện đâu chỉ khi nào mà vị đó gặp những cái uh, thử thách đó. Uh, ví dụ như là cái sự mắng nhiếc cái sự uh, uh, tra tấn của người khác ví dụ như cái người nắm hai tay hai chân của vị đó kéo căng ra rồi cầm một cái cây cưa hai hai cán cây cưa lớn kéo kéo qua kéo chặt đứt từng phần thân thể của vị đó thì khi đó, đó mới biết được là vị đó có hiền thiện hay không tức là nếu như mà vị đó um, uh, sân hận uh, nóng giận buồn khổ thì tức là còn chưa hiền thiện tức là khi người ta mà chém mình người ta cưa mình ra mà mình còn giận hờ người ta thì chưa chắc là biết là mình chưa có hiền thiện đâu uhm. uh, rồi um, chính vì lẽ đó cho nên uh, mình nói là mình có đức tin trong sạch thì cái sự trong sạch đó nó phải xét lại bởi vì sao Bởi vì mình chưa gặp thử thách khi nào mà mình gặp thử thách đó, mình mới biết được là mình có trong sạch hay không đấy à, rồi à, giả sử như mà khi gặp thử thách như vậy đó mình vẫn giữ được đức tin trong sạch với Tam Bảo à, thì khi mình thân hoại mạng chung mình sanh vào đời khác là nó cũng chất quất tức là cái đức tin nó cũng mất luôn là sao ngài mục kiền liên ngài trong cái kiếp mà ngài là ma vương ấy thì ngài từng tấn công một vị thượng thủ thinh văn của một vị chánh đẳng chánh giác quá khứ mà ngài có tu không có trong những kiếp mà ngài tu theo phật giáo ngài tu theo phật pháp ngài tu theo chánh pháp thì ngài có chánh kiến ngài cứ có đức tin nơi tam bảo nhưng mà quý vị thấy đó chết rồi thôi à qua kiếp khác ngài làm ma vương thì ngài vẫn tấn công một vị thượng thủ sinh văn của đức phật quá khứ cho nên cái đức tin nơi tam bảo của phàm phu nó không có bền vững Uh, hoặc là họ có thể thay đổi trong suốt cuộc đời của họ mà dù cho họ không thay đổi đi chăng nữa thì cái chết nó cũng sẽ chấm dứt cái đức tin của họ. Trong khi đó một vị sơ quả dù là vị thánh sơ quả thì không có bất cứ điều gì trong đời sống hiện tại có thể làm thay đổi niềm tin của vị đó đối với tam bảo và dù cho vị đó có chết đi chăng nữa thì dù vì đó có tái sanh ở đời nào vị đó cũng không thay đổi niềm tin đối với tạm bảo. Nó khác nhau rất là nhiều. À... quý vị thấy đó, à... chúng ta có cái kim cương nhân tạo đó. À, kim cương nhân tạo mà tại sao kim cương nhân tạo nó nó không có giá trị bằng kim cương tự nhiên? À, mắt thường thì mình nhìn nó vẫn lấp lánh, thì vẫn lấp lánh. Ờ, nhưng mà khi so ra thì nó thua kém rất là nhiều mặt à, à, ví dụ như là kim cương nhân tạo mà quý vị dùng búa quý vị đập á, là nó bể liền bể liền vỡ liền còn kim cương tự nhiên á, quý vị dùng búa quý vị đập á, là nó lõm cái đe nha cái đe đó nó bị lõm á. chứ còn kim cương thì nó vẫn ngon lành đấy thì à, tức là sao phạm phu á họ khó mà chịu được những thử thách lắm thử thách nó gặp thử thách họ giống như kim cương nhân tạo vậy đó, nó rất dễ bị vỡ còn um, các vị thánh hàng xịn cho nên là mình không có so sánh được nha yeah.